Hey, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lực Tàng TV. Thì như các bạn cũng đã biết, cái vụ Tuấn Khỉ đến hôm nay là ngày thứ 10. Chính đêm 10 ngày không bắt được Tuấn Khỉ thì chắc hẳn đã để lại cho chúng ta những cái suy nghĩ rằng là thằng Tuấn Khỉ đang ở đâu, làm gì, tự sát rồi hay là đã vượt biên, có thể đang ở Campuchia hay là đã vượt qua Campuchia, và cũng có thể nơi nguy hiểm nhất là nơi trú ngụ nhiều nhất, tức là Tuấn Khỉ có thể là đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay Củ Chi hoặc một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam mình, hay là nó đã vượt biên sang Campuchia, và trong vòng 10 ngày nếu như mà vây bắt bên Campuchia thì nó cũng đã vượt qua đất nước Campuchia mà nó đi sang một nước khác nữa rồi. Cho nên là chúng ta đang đặt ra một cái nghi vấn, gọi như là không biết nó tự sát. Tự sát thì chôn vùi xuống sông thì cũng phải nổi xác lên rồi, đúng không các bạn? Hai chiếc xe máy có thể chìm nhưng cái xác người thì lúc nào nó cũng phải nổi lên. Đấy. Bây giờ là nó bật vô âm tín, tung tích của nó không tìm thấy được nữa. Thì như các bạn cũng đã biết, công an đã vây ráp, lực lượng chức năng đã vây ráp với kẻ sát thủ đã giết chết 5 mạng người này, làm 3 người bị thương, một con bò ở Trung An. Thì các bạn nên nhớ là 600 công an, 5-600 cảnh sát cơ động cũng như là những quân đội, rồi tất cả các lực lượng cơ quan chức năng ở các tỉnh lân cận, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk đến Bình Phước, vây ráp những khu vực biên giới, vây ráp hết tất cả những cái khu vực gọi như là thằng Tuấn Khỉ có mặt, mà mạnh nhất là khu vực Trung An, Củ Chi. Nhưng cuối cùng đến bây giờ, ngày thứ 10 đã để lại cho chúng ta được cái gì? Để lại cho chúng ta toàn bộ là một cái sự rối rắm, sự lo âu và hồi hộp. Tại vì tung tích của Tuấn Khỉ đã mất và không có một cái dấu vết gì, gọi như là để cho chúng ta phải xem xét và suy nghĩ. Kênh Lực Tàng TV liên tục cập nhật những cái thông tin và những cái tin tức mới nhất để gửi tới tất cả mọi người, nhưng đến hiện tại bây giờ bấm Tuấn Khỉ lên không còn một tin tức gì nữa, tại vì không biết được nó ở đâu. Một lần cơ quan chức năng cũng như tất cả đã không tìm ra một cái manh mối gì, không có một cái dấu vết gì của ông Tuấn Khỉ, cho nên những tin tức rất là eo hẹp. Chúng ta lên YouTube, chúng ta chỉ coi được những cái người đang đứng ở Trung An quay những cái thước phim lên ở cái đường, ở cái khu vực đó thôi. Chứ hiện tại bây giờ manh mối của Tuấn Khỉ không có, và chúng ta không biết được một cái gì về manh mối của Tuấn Khỉ cả. Kể cả thằng đồng bọn của nó là Tý Bà Giòm hiện tại bây giờ cũng mất tiêu. Nhiều thông tin cho rằng Tý Bà Giòm đã bị bắt thì hoàn toàn đã sai lầm, và các bạn đang làm nhiều loạn thông tin. Thằng Tý Bà Giòm chưa bị bắt, đó là một thông tin xác thực và chính xác nhất. Tý Bà Giòm là ai? Tý Bà Giòm tức là cái thằng mà giữ 1 tỷ sau khi cướp được, cướp và giết ở Tuấn Khỉ. Hai thằng đã chia nhau ra và bỏ trốn. Có nguồn thông tin nói rằng Tý Bà Giòm bị bắt ở Bến Tre và tự ra đầu thú, cái đó là hoàn toàn sai. Và những cái người đã đưa cái thông tin đó lên đã bị công an mời lên xử lý. Còn cái thông tin hạp sĩ Tuấn Khỉ điện cho hạ sĩ ra đầu thú là hoàn toàn cũng là không chính xác, và cũng đã bị công an mời lên để làm việc. Cho nên những thông tin vừa rồi, tất cả những thông tin liên quan đến Tuấn Khỉ hiện tại giờ là toàn những cái thông tin rác, thông tin không được xác thực. Và Lực Tàng TV cũng xin khuyến cáo tất cả mọi người rằng là những cái thông tin về Tuấn Khỉ đến hiện tại bây giờ là chưa có cái thông tin gì liên quan đến cái vụ án của Tuấn Khỉ. Cho nên là bắt đầu từ cái ngày 29 đổ đi là những thông tin giết người ở trong sòng bạc, rồi cầm súng nã vào người ở người dân đi đường để cướp xe, thì những thông tin đó là hoàn toàn chính xác. Còn những thông tin sau này không có một thông tin nào gọi như là trúng xác, chính xác hết, toàn bịa đặt nhằm mục đích câu like trục lợi thôi. Kể cả nhà báo, kể cả phóng viên luôn, kể cả những cái kênh YouTube lớn luôn đưa lên là không có một cái thông tin gì là đúng hết. Như các bạn đã biết, trong năm 2020 này rất là nhiều cái vụ việc Corona này,
giết người này, cướp của này, tai nạn xe này, cho đến những cái vụ cháy dồn dập thì cơ quan chức năng rất là khó khăn trong công việc gọi như là truy bắt, cũng như là phục vụ và làm giải quyết hết những cái vấn đề trong năm 2020 này để phục vụ người dân. Đó, thằng thượng úy này, thằng Tuấn Khỉ, nó đã là thượng úy công an và được đào tạo một cách chuyên nghiệp để phục vụ cho ngành công an Việt Nam. Nhưng hiện tại bây giờ nó lại trở thành một cái người giết người và bị công an Việt Nam mình truy lùng. Thì các bạn phải hiểu rằng một câu là nó đã có một cái chuyên môn, nó rất là chuyên nghiệp, cho nên là bắt nó không phải dễ nữa. Mà đến bây giờ là ngày thứ 10, liệu nó chết hay là nó đã vượt sông, hay là chôn mùi dưới sông, hay là nó đã vượt biên, hay là nó đang ở lùng quanh luôn cái khu vực Trung An đó, hay là nó ở nơi gần phố Hồ Chí Minh thì làm sao? Cái lực tàng TV muốn nói đây là cái ý của lực tàng TV là muốn hỏi lực lượng cơ quan chức năng xem hiện tại bây giờ đã có những tình tiết gì chưa, cung cấp lên mạng xã hội để cho thông tin được rõ ràng ra, để cho tất cả mọi người dân đều biết rằng là Tuấn Khỉ có một cái manh mối gì đó. Bây giờ tất cả đều tu mù tu mờ, làm sao mà dân chúng người ta yên tâm được khi ngoài đó đang có một cái kẻ sát nhân giết 5 mạng người và cầm một cái khẩu súng AK, thích xả súng lúc nào là nó xả. Bây giờ lực lượng chức năng phải đưa ra một cái câu nói rằng là một là nó đã chết, hai nó đã vượt biên, hay ba nó đang ở Việt Nam. Ba cái vấn đề này tất cả người dân đang rất là mong chờ để biết được rằng là cái lời câu trả lời của cơ quan chức năng như thế nào. Nhưng hiện tại bây giờ cơ quan chức năng vẫn đang mất dấu vết và không có một cái câu trả lời cho chúng ta được. Cho nên là nhiệm vụ của chúng ta phải tin tưởng cơ quan chức năng, cũng như rằng là đề cao cảnh giác trong cái vấn đề này. Tức là chúng ta không được mất cảnh giác khi Tuấn Khỉ chưa biết nó ở đâu. Có thể nó xuất hiện ở bất cứ đâu trong xã hội này. Một, trên đường. Hai, nữa đằng sau nhà mình. Hai, ba, nữa là có thể ập vào nhà mình lúc nào không biết. Đối tượng cộng cán nguy hiểm này thì chúng ta không nên phải chủ quan. Đó. Tại vì nó rất là nguy hiểm. Kể cả thằng bạn tí bà giò cũng có một cái thông tin tí bà giòm luôn luôn thủ súng ở bên người nữa. Cho nên là đối tượng tí bà giòm cũng không phải là đối tượng mà chúng ta không quan tâm. Thằng này cũng nguy hiểm không kém gì Tuấn Khỉ. Mình nói cho các bạn biết những cái thông tin này là lực tàng TV đã cập nhật chính xác, muốn gửi đến quý vị và các bạn thôi. Còn không bao giờ lực tàng TV nói những cái vấn đề mà không chính xác và những cái vấn đề rác rưởi nhằm trục lợi câu view. Hiện tại giờ ở Trung An, lực lượng cơ quan chức năng vẫn đang vây đắp, vẫn đang khoanh vùng. Cuộc sống người dân ở đó vẫn gọi như là bình thường, đã trở lại hoạt động bình thường. Tại vì 10 ngày rồi mà người ta không làm thì người ta lấy gì người ta ăn? Người ta rất lo sợ nhưng người ta bắt buộc phải ra làm, ra ruộng, ra vườn cây để làm. Đấy. Còn những cái khu vực khác thì công an vẫn là vây đắp trước tin là về cái dịch bệnh corona. Tức là những cái khu vực biên giới là vây ráp để không cho người Trung Quốc trốn sang Việt Nam mình để chạy trốn cái bệnh corona đó. Thứ hai nữa là luôn tiện để truy bắt thằng Tuấn Khỉ này. Như các bạn đã biết thì 10 ngày rồi, mình nghĩ nó không còn ở khu vực biên giới nữa. Một nữa là nó đang ở Việt Nam luôn. Hai, nó đã tự sát. Ba, có thể nó đã vượt Campuchia. Và thứ tư, có thể nó đã qua Campuchia luôn và nó đi một nước khác rồi. Nếu như nó vượt qua Campuchia, nó đi qua một nước khác rồi thì thằng Tuấn Khỉ này cuộc đời của nó vậy như là xong. Chúng ta không bao giờ biết được Tuấn Khỉ nữa, tại vì cuộc vây bắt của nó rất là khó. Mình chưa nói là nó đi qua Campuchia, nó chỉ vượt biên thôi, không là rất là khó bắt nó. Tính đến bây giờ là 10 ngày rồi, đừng có nói là cái nó vượt qua hẳn Campuchia. Nó mà đã vượt qua Campuchia rồi thì thằng này thoát. Thật sự một câu là thoát.
Và nó xác định một câu rằng nếu bị công an bắt là nó sẽ tự tử ngay lập tức. Riêng mình là mình nghĩ như vậy, tại vì thằng có bản lãnh mà nó cầm súng nó xả như vậy rồi thì thật sự là nó không bao giờ nó nghĩ đến cái mạng của nó là cái gì nữa đâu. Nhưng mà đến bây giờ không bắt được nó thì chúng ta phải đẻ ra một cái gọi như là này kia, chúng ta biết được rằng là thì Tăng TV cũng cập nhật đến đây và tiếp tục cập nhật để gửi tới tất cả mọi người ở những clip tiếp theo. Xin chào.